Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mạch, đó là mạch điều khiển động cơ bước sử dụng y chia số. Gồm y chia lấy E55 tạo sum vuông 74193 và 74138. Gồm còn cả 7414. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn xem nhé. Công tác này có 3 chế độ. Chế độ thứ nhất là dừng hoạt động của động cơ. Chế độ thứ hai là quay trái. Chế độ thứ ba là quay phải. Đây là biến trở dùng để điều chỉnh nhanh chậm của động cơ. Chú ý xem nhé. Giờ tôi để chế độ quay hướng còn lại. Bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ với tôi qua đường link bên dưới và tôi đã gửi tài liệu cho các bạn nào. Hãy nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của tôi.